Chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình toán 12 trên trang học trực tuyến olm.vn. Tiếp tục với chương số 3, các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm. Và buổi học hôm nay, cô và các em cùng làm một số bài tập về tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm. Thì đầu tiên, các em cần phải nhớ lại về định nghĩa và ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn. Cô có bảng số liệu như sau. Từ bảng số liệu này, phương sai của cô sẽ được tính bằng công thức sau. S bình sẽ bằng N1 nhân với X1 trừ đi X ngang tất cả bình, cộng với N2 nhân với X2 trừ X ngang tất cả bình, cộng với Nm nhân với Xm trừ đi X ngang tất cả bình, và tất cả sẽ chia cho N. Trong đó, N1, N2 cho đến Nm lần lượt là tần số của các nhóm. X ngang là giá trị trung bình của bảng số liệu. Từ x1 cho đến xm là giá trị đại diện của các nhóm. Và n của cô là cỡ mẫu. Ngoài công thức này ra thì phương sai của các em còn có thể tính bằng công thức sau. F bình sẽ bằng 1 chia n nhân với n1 nhân với x1 bình, cộng vân 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 cho đến nm nhân với xm bình, tất cả trừ đi x ngang bình phương. Và độ lệch chuẩn sẽ được tính như sau. Độ lệch chuẩn sẽ bằng căn bậc 2 của F bình. Về ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn. Thì đầu tiên, phương sai hay độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm sẽ xấp xỉ phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc. Và nó được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Thứ hai, độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với mẫu số liệu. Và ý nghĩa cuối cùng vô cùng quan trọng, đó là khi hai mẫu số liệu ghép nhóm có cùng đơn vị đo và giá trị trung bình cộng bằng nhau hoặc là xấp xỉ nhau, thì khi đó mẫu số liệu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó sẽ thấp hơn. Dựa vào đó, chúng ta đi đến với bài tập đầu tiên. Cô có bảng số liệu sau. Bảng số liệu này nói về chi tiêu bình quân, đơn vị là USD của một lượt khách quốc tế đến Việt Nam, phân theo 27 quốc tịch vào năm 2019, thì độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho nằm trong khoảng nào dưới đây? Bước đầu tiên để tìm phương sai và độ lệch chuẩn thì cô cần xác định các giá trị đại diện của các nhóm. Và giá trị đại diện của mỗi nhóm chính là trung bình của hai đầu mút. Từ đó cô sẽ có các giá trị đại diện như sau. X1 sẽ bằng 250, X2 bằng 750, X3 bằng 1250, X4 bằng 1750 và X5 bằng 2250. Sau khi tìm được các giá trị đại diện rồi, cô sẽ phải tìm giá trị trung bình. Và bấm máy tính biểu thức này, cô sẽ có được x ngang sẽ xấp xỉ 1120. Sau khi đã có được giá trị đại diện và giá trị trung bình, áp dụng công thức, cô sẽ phải tìm phương sai. Và phương sai sẽ được tính như sau. Các em cũng bấm máy tính biểu thức này, thì khi đó F bình sẽ xấp xỉ 159.122. Vậy thì từ đây, độ lệch chuẩn của cô sẽ xấp xỉ 399. Vậy thì độ lệch chuẩn của cô sẽ phải nằm trong khoảng từ 300 cho đến 400. Chuyển sang bài tập thứ 2. Bảng bên biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 40 ngọn núi, đơn vị là mét, cao nhất Đông Nam Á. Phương sai của mẫu số liệu đó sẽ nằm trong khoảng nào dưới đây? Thì tương tự giống như bài 1, bước đầu tiên cô cũng cần phải xác định các giá trị đại diện. Giá trị đại diện sẽ lần lượt là x1 bằng 3750, x2 bằng 4250, x3 bằng 4750, x4 bằng 5250 và x5 bằng 5720. Và giá trị trung bình sẽ được tính như sau, lấy tần số tương ứng của các nhóm nhân với các giá trị đại diện. Và tính tổng của các giá trị đó chia cho cỡ mẫu. Và cô sẽ được x ngang sẽ xấp xỉ 4538. Và từ đây cô sẽ có được phương sai như sau.
Bấm máy tính biểu thức này, các em sẽ có được phương sai sẽ bằng 348.594. Vậy thì phương sai của mẫu số liệu đã cho nằm trong khoảng từ 300.000 cho đến 350.000. Chuyển sang bài tập thứ 3. Cho bảng tần số ghép nhóm về số liệu thống kê chiều dài đường bờ biển, đơn vị là km của 28 tỉnh, thành phố giáp biển ở Việt Nam. Phương sai của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu? Kết quả sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Tương tự giống như hai bài tập trước, bước đầu tiên cô cũng cần phải xác định các giá trị đại diện. Cô sẽ được các giá trị đại diện như sau. X1 bằng 50, X2 bằng 150, X3 bằng 250, X4 bằng 350. Vậy thì từ đây giá trị trung bình của cô sẽ bằng 13 x 50 cộng 11 x 150 cộng 3 x 250 cộng với 1 x 350 chia cho 28. Và biểu thức này sẽ xấp xỉ 121. Sau khi tính được giá trị trung bình của mẫu số liệu, chúng ta sẽ áp dụng công thức để tính được phương sai. Phương sai sẽ được tính như sau. Bấm máy tính biểu thức này, các em sẽ được kết quả xấp xỉ 6.327. Chuyển sang bài tập thứ 4. Cho bảng thống kê nhiệt độ tháng 6 của thủ đô Hà Nội năm 2023. Dựa vào bảng số liệu này, các em hãy xét tính đúng sai của các khẳng định bên. Đầu tiên với khẳng định 1, nhiệt độ chủ yếu trong tháng 6 là từ 34 độ C cho đến 37 độ C. Đầu tiên, dựa vào bảng số liệu các em thấy rằng nhóm 34 độ C cho đến 37 độ C có tần số là 12. Và quan sát vào cột tần số các em thấy rằng 12 là giá trị lớn nhất. Hay nói cách khác, đó là nhiệt độ chủ yếu trong tháng 6 sẽ phải từ 34 độ C cho đến 37 độ C. Vậy thì khẳng định 1 là một khẳng định đúng. Chuyển sang khẳng định thứ 2. Nhiệt độ trung bình trong tháng 6 là 35,4 độ C. Bước đầu tiên để tìm giá trị trung bình của bảng số liệu ghép nhóm, cô sẽ phải xác định được các giá trị đại diện của các nhóm. Cô sẽ có được X1 bằng 26,5, X2 bằng 29,5, X3 bằng 32,5, X4 bằng 35,5 và cuối cùng X5 bằng 38,5. Từ đây cô sẽ có được x ngang tính như sau. 26,5 x 2 cộng 29,5 x 3 cộng 32,5 x 6 cộng 35,5 x 12 cộng 38,5 x 7 và tất cả chia cho 30. Trong đó 30 là cỡ mẫu được tính bằng tổng của các tần số của các nhóm. Bấm máy tính biểu thức này, các em sẽ có được giá trị trung bình sẽ bằng 34,4 độ C. Vậy thì khẳng định 2 là khẳng định sai. Chuyển sang khẳng định thứ 3. Giá trị từ phân vị thứ nhất của bảng số liệu là 32,5. Đầu tiên các em thấy rằng cỡ mẫu bằng 30, vậy thì từ đây dẫn đến giá trị từ phân vị Q1 sẽ chính là X8, chính là giá trị thứ 8 trong bảng số liệu. Vậy thì từ đây dẫn đến Q1 của cô sẽ thuộc nhóm từ 31 cho đến 34 độ C. Áp dụng công thức tính tứ phân vị, cô sẽ có được Q1 bằng 31 cộng với 30 phần 4 trừ đi 2 cộng 3, tất cả chia 6 và nhân với 3. Bấm máy tính, cô sẽ có được Q1 sẽ bằng 32,25. Vậy thì khẳng định 3 là một khẳng định sai. Chuyển sang khẳng định thứ 4. Giá trị phương sai của bảng số liệu là 11,69. Từ các khẳng định trên, cô đã có được giá trị đại diện và giá trị trung bình lần lượt là x1 bằng 26,5, x2 bằng 29,5, x3 bằng 32,5, x4 bằng 35,5, x5 bằng 38,5 và giá trị trung bình x ngang bằng 34,4. Tiếp theo, dựa vào đây, cô sẽ tìm được phương sai. Bấm máy tính biểu thức này, cô sẽ có được phương sai sẽ bằng 11,69. Vậy thì khẳng định thứ tư là một khẳng định đúng. Đây là bài tập cuối cùng của phần phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm. Hẹn các em vào buổi học tiếp theo.